Chào mừng các em quay trở lại với kênh học tiếng Anh cùng SEDU. It's me, Vivi và cô là Vivi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một phần ngữ pháp vô cùng quan trọng trong tiếng Anh mà các em đã làm quen với nó từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thể nào master được, đúng không ạ? Ok, vậy thì ngày hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ là tenses, có nghĩa là thì trong tiếng Anh. Và trong video này cô muốn chia sẻ với các em hai phần chính. Phần thứ nhất đó là làm thế nào để chúng ta có thể nhớ được tên gọi của các thì phổ biến trong tiếng Anh. Và thứ hai là chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ công thức của tất cả các thì. Ok, và chúng ta sẽ cùng đi vào phần đầu tiên các em nhé. Đó là phần nhớ tên các thì trong tiếng Anh. Ok, cô sẽ chia sẻ với các em một phương pháp để chúng ta có thể nhớ được tên của các thì trong tiếng Anh thông qua một thứ gọi là trục thời gian. Ok, cô sẽ cùng vẽ trục thời gian lên trên bảng, các em sẽ cùng theo dõi. Nếu như chúng ta có giấy và bút ở đây thì các em cũng có thể take note xuống, và nếu không thì chúng ta hãy lắng nghe nhé. Ok, so the first question, cô có một cái câu hỏi muốn hỏi các em đầu tiên. How many points of time do we have in English? Trong tiếng Anh chúng ta có bao nhiêu mốc thời gian các em? Ok, so what is the answer? Câu trả lời là gì nhỉ? Ok, cô biết là chắc là rất nhiều bạn đã biết là chúng ta sẽ có 3 cái mốc thời gian quan trọng trong tiếng Anh, đúng không ạ? Ok, we live, chúng ta sống. Ok, in present, ở thì hiện tại, đúng không ạ? Present. And then we learn from the past. Và chúng ta sẽ học tập từ quá khứ. Ok, very good. And we hope for the future. Và chúng ta sẽ hy vọng cho tương lai. Vậy thì như các em cũng đã thấy, chúng ta sẽ có 3 cái mốc thời gian trong tiếng Anh. Và trong bất cứ một ngôn ngữ nào thì cũng chỉ có 3 cái mốc thời gian này thôi, đúng không ạ? Và 3 cái mốc này chúng ta gọi là thời. Chúng ta gọi là thời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần hiện tại, thời hiện tại trước. Và các em lưu ý là nếu như chúng ta đã hiểu được về thời hiện tại rồi thì các em cứ lùi thời gian thôi. Lùi thời gian về đằng ngày hôm qua hoặc là về những cái đã xảy ra rồi thì nó sẽ là quá khứ. Còn nếu các em đẩy thời gian ra phía trước thì nó sẽ trở thành tương lai. Nên là chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để hiểu được cho cô cái thời hiện tại. Thì cái thời hiện tại thì hai cái thời này các em học được rất là nhanh. Ok, thứ nhất này, những điều mà thường xảy ra, thường xuyên xảy ra, những cái mà luôn luôn đúng, những cái lịch trình của chúng ta thì chúng ta sẽ có thì hiện tại đơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là simple present, hiện tại đơn. Và những cái mà đang xảy ra tại thời điểm nói, đang xảy ra hoặc là các em đang trong giữa một quá trình làm cái gì đó thì chúng ta sẽ có thì tiếp diễn, đúng không ạ? Mình sẽ có thì hiện tại tiếp diễn. Đang xảy ra hiện tại chúng ta có hiện tại tiếp diễn. Easy, rất là dễ, đúng không ạ? Continuous. Continuous là thì tiếp diễn. Và chúng ta có ở thời hiện tại nên chúng ta có là thì hiện tại tiếp diễn, đúng không ạ? Còn nếu như khi các em muốn nhấn mạnh một kết quả, một quá trình thì chúng ta sẽ có thì perfect. Ok, perfect có nghĩa là hoàn thành. Vậy thì cô chốt lại nhá. Những cái gì thường xuyên xảy ra ở hiện tại thì các em sẽ dùng hiện tại đơn. Những cái gì đang xảy ra ở hiện tại thì các em sẽ dùng hiện tại tiếp diễn. Và những cái gì mà nó xảy ra được một khoảng thời gian rồi hoặc các em muốn nhấn mạnh một kết quả nào đó thì các em sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Ok, thì tương tự như cô đã vừa mới nói lúc nãy này, các em hãy đẩy thời gian về quá khứ. Những cái gì mà nó đã thường xảy ra ở trong quá khứ thì đơn giản thôi, mình sẽ dùng thì simple past, có nghĩa là quá khứ đơn, đúng không ạ? Simple past, quá khứ đơn này. Còn những cái gì mà nó đang xảy ra ở trong quá khứ, ví dụ như ngày hôm qua lúc 10 giờ tối qua thì tôi đang xem phim chẳng hạn, tôi đã đang xem phim đó, thì chúng ta sẽ có thì quá khứ tiếp diễn chính xác, continuous. Continuous. Ok, còn nếu như một cái hành động mà đã xảy ra được một khoảng thời gian hoặc một cái kết quả nào đó ở trong quá khứ thì tương tự em cũng sẽ dùng thì quá khứ hoàn thành. Đấy, em thấy đơn giản không? Chỉ cần thế thôi. Còn nếu như
muốn nói về tương lai, muốn nói về những cái hành động mà nó chưa xảy ra, nó sẽ xảy ra trong tương lai thôi, mà chúng ta cũng chưa chắc chắn lắm, thì các em có thể dùng thì gì ạ? Thì tương lai đơn, simple future, tương lai đơn. Còn những cái gì nó sẽ đang xảy ra tại một thời điểm xác định trong tương lai thì các em sẽ dùng thì tương lai tiếp diễn. Cô lấy ví dụ, ngay bây giờ tớ đang làm video, 10 giờ tối hôm qua tớ cũng đang làm video, và 10 giờ tối ngày mai tớ cũng sẽ đang làm video. Vậy thì các em những hành động mà sẽ đang xảy ra tại một thời điểm trong tương lai thì các em cũng sẽ dùng thì tương lai tiếp diễn. Vậy tiếp tục là continuous. Ok. Và tương tự này, những cái hành động mà nó sẽ có kết quả trong tương lai hoặc là một quá trình kết thúc trước một hành động nào đó trong tương lai thì các em cũng sẽ dùng thì tương lai hoàn thành. Ok, mình vẫn có cả tương lai hoàn thành nữa. Một số bạn nghe thì này nó sẽ hơi lạ, nhưng chúng ta sẽ có cả thì tương lai hoàn thành nữa. Và nếu như khi nào mà các em chắc chắn sẽ làm một cái hành động gì đó trong tương lai đến 99% rồi, và các em đã lên kế hoạch, các em đã quyết định, các em đã sắp xếp rồi, thì chúng ta sẽ có một cái thì nữa, đó là thì near future, tức là thì tương lai gần gần ơi là gần, chắc chắn đã xảy ra rồi, thì mình sẽ dùng near future. Ok. Ngoài ra này, nếu như mà các bạn nào mà học nâng cao hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy là còn có thì hoàn thành tiếp diễn perfect continuous nữa. Thế nhưng với cái phần ngữ pháp căn bản ấy, thì cô chỉ cần cô chỉ muốn các em hãy cố gắng làm thế nào nhớ được từ này thì thôi đã cực kỳ tuyệt vời rồi. Còn đến 80% thì chúng ta có thể dùng hai cái thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn, nó gần như là xem với nhau. Nhưng sẽ có một số trường hợp thì trong cái video tiếp theo cô sẽ chia sẻ với các em sau. Nhưng nhớ cho cô là mình sẽ có 10 cái thì cơ bản này nhá. Chúng ta sẽ cùng điểm lại này. Thứ nhất, chúng ta có ở thời hiện tại, mình sẽ có hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn và hiện tại hoàn thành. Tương tự ở thời quá khứ, mình sẽ có quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành. Vậy thì trong tương lai mình cũng sẽ có tương lai đơn, tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành. Có một cái hành loại hành động mà chắc chắn sẽ xảy ra thì các em sẽ dùng tương lai gần, đúng không ạ? Đó, easy, các em thấy dễ không? 10 loại thì ở trong tiếng Anh, very very easy, rất là dễ. Đó, thì các em có thể dừng video lại và chúng ta sẽ cùng nhẩm lại, cố gắng nhớ được cho cô 10 cái tên của cái thì này nhá. Để chúng ta sẽ đi vào cái phần tiếp theo, đó chính là phần cấu trúc của các thì. Ok. Ok, chúng ta sẽ cùng sang cái phần thứ hai, đó là phần cấu tạo của từng thì. Mình sẽ có form, cấu tạo này, form. Ok. Như vừa rồi cô chia sẻ, nó sẽ có ba cái thời quan trọng nhất đúng không em? Đó là thời hiện tại, present. Thứ hai là thời quá khứ, past. Và thứ ba là thời future, tương lai. Ok, và với mỗi một thời này thì nó sẽ có ba cái thì cơ bản nhất đúng không ạ? Các em sẽ, nếu mà kể bảng thì sẽ kể cho cô như sau nhá. Mình sẽ có thứ nhất là đơn này, thì đơn này, simple, đúng chưa? Tiếp theo là continuous. Continuous là gì ạ? Thì tiếp diễn, đúng chưa? Và cuối cùng là perfect, hoàn thành. Nào, mình sẽ làm việc với phần đầu tiên, đó là phần đơn các em nhé. Mình có hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì ba loại câu trong tiếng Anh này: câu khẳng định, câu phủ định và câu nghi vấn. Với câu khẳng định thì nhớ cho cô là S cộng với V và cộng với O, chủ ngữ, động từ, tân ngữ, được chưa? Và động từ của mình có thể một là kem giữ nguyên nếu như chủ ngữ của mình là I, you, we, they, hai người, hai vật trở lên. Thế còn nếu như chủ ngữ của mình là she, he, it, một người, một vật, thì kem sẽ phải chia động từ bằng cách là thêm S hoặc là thêm ES, hoặc là với trường hợp là tận cùng là y dài mà phía trước của nó lại là một phụ âm thì các em sẽ phải đổi y dài thành y ngắn thêm ES. Thì lưu ý cho cô thêm với trường hợp y dài nhá. Tương tự này, chúng ta lại quay trở về quá khứ, mình sẽ có vẫn công thức là S cộng với V và cộng với O. Nhưng bây giờ động từ của mình phải làm gì các em? Động từ của mình phải chia quá khứ đúng không ạ? Chia quá khứ thì hãy nhớ là thêm cái đuôi ED vào cho cô nhá. Thêm đuôi ED với những từ mà có quy tắc. Thế còn bất quy tắc thì các em sẽ phải
tra bảng 360 động từ bất quy tắc thôi, đúng không? Nhưng mà không nhất thiết phải học hết cả 360 động từ đâu, bởi vì chúng ta chỉ cần học những cái cơ bản nhất thôi, cô sẽ cung cấp cho các bạn sao nhá. Và tương tự này chúng ta sẽ đẩy sang tương lai. Đẩy sang tương lai thì mình sẽ có là vẫn là S này, vẫn là V này, và vẫn là O. Nhưng ở trong tương lai chúng ta sẽ thêm từ gì nhỉ? Will, đúng không ạ? Mình sẽ cho là will vào đây và cộng với verb. Nhớ cho cô là đằng sau will, verb của mình là quyết định, được chưa? Thế còn câu phủ định nào? Câu phủ định thì chúng ta sẽ ở thời hiện tại này, mình phải mượn cái gì em? Mượn trợ động từ, đúng không? Mình sẽ có là chủ ngữ cộng với don't, nó chính là bằng do not, đúng không ạ? Hoặc là doesn't bằng does not. Don't mình được ghi chủ ngữ là I, you, we, they, hai người, hai vật trở lên. Thì còn does là she, he, it, một người, một vật trở lên. Cô sẽ nhắc đi nhắc lại nhá để cho các bạn lưu ý là nhớ được cho cô. Và đằng sau mình cộng với verb, và verb của mình là winning. Luôn luôn nhớ được là như vậy. Và nếu có tân ngữ thì các em thêm tân ngữ vào cho cô thôi. Tương tự này, mình lùi nó về quá khứ cực kỳ đơn giản, đó là gì? Thay vì các em dùng don't, chúng ta dùng doesn't thì chúng ta sẽ dùng did, đúng không? Didn't, đúng không ạ? Có thể là các bạn sẽ nghe thấy là didn't, nhưng mà didn't mạnh quá khi mà nói tiếng Anh không nói mạnh gì đâu. Ở đây chỉ nói là didn't, I didn't do that, tôi có làm cái đấy đâu, đúng không ạ? Thì mình sẽ có là s cộng với didn't và cộng với verb. Ở đây thì nó còn vô cùng đơn giản cơ, bởi vì các em không cần phải quan tâm là chủ ngữ nó là cái gì, tất cả đều dùng là didn't, được chưa? Còn ở trong tương lai với câu phủ định thì các em chỉ cần làm gì thôi? Với từ will thì mình chỉ cần chuyển thành s cộng với won't và cộng với verb. Ngày xưa thì mình còn chia ra thành will với shall, đúng không ạ? Shall để dùng cho I và lại we, tuy nhiên là bây giờ thì cũng ít rồi, thế là vẫn dùng là will được, nên là em cũng không phải nhớ cái từ shall đâu, chỉ trong một số trường hợp cực kỳ đặc biệt thì em mới dùng shall thôi nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có là chủ ngữ cộng với won't cộng với verb và cộng với tân ngữ nếu có. Còn nếu như sang trường hợp câu hỏi của chúng ta thì các em luôn nhớ cho cô quy tắc là mình đảo trợ động từ lên phía trước. Với trường hợp là thì hiện tại đâu thì mình sẽ đảo cái gì lên nha? Do hoặc là does cộng với s cộng với v là tiếp tục là động từ nguyên đề các em nhé. Và nếu như kể cả có từ để hỏi thì em vẫn công thức này thôi, và mình cho từ để hỏi ra phía trước. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Mình cho từ để hỏi ra đằng trước, đúng không ạ? Còn với quá khứ này, quá khứ các em đảo cái gì lên cho cô nhỉ? Did, chính xác, em sẽ đảo did lên cộng với s và cộng với v cộng với o nếu có. Còn trong khi tương lai thì mình sẽ đảo gì lên ạ? Will lên, đúng không? Mình sẽ đảo will lên cộng với s và cộng với v cộng với o nếu có, đúng không ạ? Cô biết nhá. Ok, easy đúng không? Các em chỉ cần hiểu được cho cô cái gì hiện tại này, từ sau đó là mình lùi về quá khứ này, thay vì động từ để bình thường là thêm s, thêm hai s đổi ra thành y ngắn thì mình sẽ thêm cái đuôi ed vào nếu như nó là quá khứ, còn nếu là tương lai thì em sẽ cho will vào, đúng không ạ? Ok, mình sẽ sang cái phần tiếp theo, đó là phần continuous em nhá. Trong tương lai nó gọi mình sang với thì tiếp theo là thì tiếp diễn các em nhá. Thì tiếp diễn này vẫn bắt đầu từ hiện tại, mình có câu khẳng định. Câu khẳng định thì các em lưu ý là với thì tiếp diễn chúng ta luôn luôn phải có to be cộng với going. Với hiện tại thì to be của mình sẽ là am, is, are và cộng với going, đúng không ạ? Còn với quá khứ này, quá khứ thì to be của mình em sẽ chia là was hoặc là were, đúng không ạ? Số ít với số nhiều. Ở trong những cái video sau thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn từng gì cụ thể hơn nhá. Nhưng mà các em lưu ý là was hoặc là were cộng với being nhá. Thế còn với tương lai này, với tương lai thì các em sẽ dùng là will và cộng với be. Bởi vì sao? Đằng sau will mình phải cộng với động từ nguyên thể, thế nên là to be đây không phải chia nữa. Các em cộng với be cho cô thôi thì là xong. Will be và mình cũng cộng với verbing. Nó phủ định thì các em sẽ làm gì ạ? Thêm not vào đằng sau to be. Am not, đúng không?
isn't và aren't. Aren't đó, đằng sau lại cộng với will. Thế còn với quá khứ này thì mình sẽ có là wasn't hoặc là, lưu ý với từ này đọc hơi khác một tí nhá, mình sẽ đọc là weren't. Wasn't and weren't và mình cộng với verb in. Căng lưỡi một chút, nếu không là một số bạn nghe sẽ hơi nhầm một cái từ won't ở trong kỳ tương lai đấy. Thế còn ở bên này thì mình sẽ chia ở cái từ won't cho một bên won't be và cộng với verb in. Đó, easy. Thế còn với câu hỏi này, với câu hỏi thì mình sẽ đảo to be ra đằng trước. Đảo to be ra đằng trước rồi cộng với s, cộng với verb in và cộng với o. Đấy. Thì ở hiện tại này mình sẽ có là am, is, are cộng với s cộng với verb in. Thế còn ở thì quá khứ thì mình sẽ có là was hoặc là were cộng với s cộng với verb in. Đúng không ạ? Với câu hỏi mà có từ để hỏi thì em cũng cho từ để hỏi ra trước nhá. Ví dụ what are you doing? Bạn đang làm gì ấy? What are you doing? Are you studying? Bạn đang học phải không? Đấy, thì lưu ý cho cô là với mỗi cấu trúc câu này thì em cố gắng là tự đặt câu nhá để mình có thể nhớ được lâu hơn. Thế còn với hình tương lai này, mình sẽ đảo will lên đúng không ạ? Will cộng với s và đằng sau mình sẽ cộng với be verb in. Hơi lạnh một chút thì em lưu ý cho cô. Là chưa? Will you be studying? Bạn ở ngày mai lúc 10 giờ bạn có sẽ đang học không? Đó. Thì mình sẽ có là will cộng chủ ngữ cộng be và cộng với verb in. Ok. Đó là về cái phần thì tiếp diễn. Em lưu ý cho cô nhá. Be cộng với verb in thì đó là tiếp diễn. Còn tiếp theo mình sang cái phần thì hoàn thành này, thì hoàn thành. Ok, thì hoàn thành em nhá. Rất nhiều học viên của cô là sợ cái thì hoàn thành đấy, nhưng mà easy thôi, rất là đơn giản. Mình có thứ nhất là hiện tại hoàn thành này. Công thức của hoàn thành của mình nhá sẽ là to have và cộng với phân từ 2. Đó, phân từ 2 thì các em có thể tra cái bảng động từ bất quy tắc thì mình sẽ thấy, ví dụ nhá, cô có từ go này thì nó sẽ là cột 1 này, went cột 2 này. Còn gone nó sẽ là cái phân từ 2, tức là cái cột 3 đấy, mình không tính cái cột đầu tiên đâu. Đó, mình sẽ có là to have cộng với lại phân từ 2 thì sẽ trở thành hoàn thành. Vậy thì nhá, các em tư duy một chút cho cô này. To have cộng với phân từ 2 là hoàn thành. Vậy thì ở hiện tại nhá, have của chúng ta sẽ chia nếu như giống hệ là don't với lại doesn't á. Nếu như chủ ngữ là I, you, we, they, anh người hai vật trở lên thì các em sẽ dùng là have, đúng không ạ? Và các em sẽ cộng với phân từ 2. Còn nếu chủ ngữ của mình là she, he, it, một người, một vật thì các em sẽ cộng với lại has và mình cộng với phân từ 2. Ok nhá. Thế còn này, lùi về quá khứ đi các em. Mình sẽ có là gì? To have nó sẽ biến thành had, đúng không ạ? Mình sẽ có là had cộng với phân từ 2. Cái này thì nó cực kỳ đơn giản vì các em không phải để ý đến cái phần ngôi. Lúc nào mình cũng chơi là had, ok, nên là nó super super easy. Còn ở tương lai này, còn ở tương lai thì luôn nhớ cho cô là đằng sau will mình sẽ cộng với động từ nguyên thể. Bởi vậy mình sẽ có là will cộng với have và cộng với phần từ 2. Ok, easy đúng không? Còn nếu như nó là phủ định này, phủ định thì kèm thêm not ở đằng sau, đúng chưa? Thì mình sẽ có là haven't và hasn't. Thế còn had mình sẽ có là hadn't, đúng nhá. Hadn't và cộng với lại thi chữ. Còn trong tương lai thì tương tự mình sẽ chia vào từ won't, đúng không ạ? Mình sẽ có là won't cộng với have và cộng với lại phân từ 2. Còn với câu hỏi em sẽ đảo trợ động từ lên cho cô nhá. Đảo lên thì mình sẽ có là have hoặc là has cộng với s cộng với phân từ 2. Còn ở đây sẽ là had cộng với s và cộng với phân từ 2. Bên này sẽ là gì đây? Will cộng với s cộng với have và cộng với phân từ 2. Ok, nếu mà tự nhiên mà nhìn vào cái bảng này thì các em sẽ thấy như ma trận đúng không? Nhưng mà nếu như mọi người tin chắc rằng bạn nào mà đã theo dõi từ đầu của VV rồi thì cực kỳ dễ hiểu. Và các em sẽ có thể nhớ được cái công thức rất là dễ dàng.
Chúng ta có thể là đóng khung lại, các bạn có thể đóng khung lại thì có thể ghi nhớ và theo dõi dễ hơn. Ok. Thế đó, 10.000 này và 9.000 này của chúng ta rất là đơn giản rồi. Các em nhớ được không nhá, là hiện tại như thế nào thì mình sẽ lùi về hoặc là mình tiến lên. Cứ nhớ được như thế thôi là được. Master được cái gì hiện tại thì từ ở cái thời hiện tại rồi, đi thở qua cứ gọi là tương lai, super easy. Còn một cái thì nữa đấy là thì tương lai gần, đúng không? Chúng ta sẽ sang bước một phần công thức cuối cùng của tương lai gần các em nhá. Ok, thì cuối cùng của chúng ta nhá, near future tức là tương lai gần các em ơi. Chúng ta sẽ có khẳng định này. Công thức chung của mình, các em người yêu cô sẽ là to be cộng với going to và cộng với verb. Verb của chúng ta sẽ là nguyên thể nhá. Câu khẳng định sẽ là as cộng với am, is, are, tùy vào ngôn đúng không ạ? Nếu chủ ngữ là I thì đi với am, chủ ngữ là she, he, it, một người, một vật thì đi với is, và chủ ngữ là you, we, they, hai người, hai vật trở lên thì đi với are. Cô Vivi từ đấy giờ nhắc đi nhắc lại nhiều lần quá rồi đúng không? Hy vọng là các em nhớ được rồi nhá. Sau đó này chúng ta sẽ cộng với going to và cộng với verb. Ví dụ I'm going to travel to Đà Nẵng next month. Nếu như cô mua vé xong rồi, cô quyết định xong xong xem hết mọi việc rồi, thì mà cô tháng tới cô đi sẽ đi Đà Nẵng thì cô sẽ nói là I'm going to travel to Đà Nẵng next month. Ok. Và lưu ý cho cô nhá là cái going to này này, nếu như mà các em nghe nhiều ấy thì người ta sẽ hơi đọc thành con ạ. Thế còn với phủ định này mình sẽ có là as cộng với am, is, are cộng với not, và chúng ta sẽ có là going to cộng với verb và cộng với tân ngữ nếu có. Nói chắc tớ chắc chắn sẽ không làm gì đâu. I'm not gonna see you, tớ sẽ không gặp bạn đâu. Đó thì mình có thể nói là am, is, are cộng với not và cộng với going to. Còn nếu như với câu hỏi này thì các em lưu ý là đảo động từ to be lên cho cô nhá. To be các bạn. Am, is, are cộng với as cộng với going to và cộng với verb. Are you going to learn English? Đó, đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã có ba cái cấu trúc câu rồi, khẳng định, phủ định và nghi vấn. Với từ để hỏi thì các em cũng lưu ý là cho cái từ để hỏi ra phía trước cho cô thôi là xong. What are you gonna do? Bạn sẽ làm gì? What are you going to do? Bạn sẽ làm gì? Đấy chứ ạ? Thì mình cho cái từ để hỏi ra đằng trước. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc xong về cái phần thì cho tiếng Anh rồi đấy các em ạ. Rất là đơn giản thôi. Cố gắng nhá, sau cái video này các em chúng ta xem dừng lại một chút, nhìn một cách tổng quan nhất về các cái thời trên cái trục thời gian, và từ mọi cái thời đấy thì các em sẽ suy ra được các cái thì, và chúng ta sẽ nắm được nó rất là dễ nếu như mà các em có một cái nhìn tổng quan và các em luyện tập nó đủ nhiều. Ở phía dưới thì cô sẽ đính kèm cho các em một cái phần bài tập để các bạn có thể luyện tập về các cái thì mà cô vừa mới giới thiệu. Trong những video sau thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn từng thì một cụ thể hơn, cách dùng ra làm sao, công thức như thế nào và với những cái dấu hiệu nhận biết như thế nào. Nhưng quan trọng là các em phải luyện tập nhá. Chúng ta học đi đôi với hành, hoặc là chúng ta xem video rồi thì hãy cố gắng là luyện tập thêm cho cô, thì kiến thức nó mới là của các em được. Và cô rất cảm ơn các em vì đã theo dõi video chia sẻ về cái phần thì ngày hôm nay của cô và SEDU. Và cô chúc các em học tốt. Nếu có bất kỳ một cái câu hỏi gì các em có thể comment phía dưới, hoặc cần tài liệu gì thì các em hãy comment xuống phía dưới. Cô và đội ngũ SEDU team sẽ cố gắng để trả lời cho các em nhanh nhất có thể và để gửi cho các em tất cả những cái tài liệu mà các em cần. Và chắc chắn là cô sẽ gặp lại các em ở những video tiếp theo. Ok, have a nice day everyone. Love you.